11 nguyên nhân khiến cho Gohara tự tử. Mới đây vào ngày 24 tháng 11, cảnh sát Hàn Quốc đưa ra thông báo nữ ca sĩ Gohara, thần tượng của giới trẻ một thời đã tử vong tại nhà riêng, nghi do tự tử. Hồi tháng 8 năm ngoái, nữ ca sĩ từng gây chấn động với tin đồn tự tử. Và nếu đó là thật thì đồng nghĩa với việc cô đã cố tự tử hai lần trong vòng một năm. Nhiều người đồn đoán về nguyên nhân cái chết của Gohara, động cơ nào khiến cô lại muốn tự kết liễu đời mình. Nguyên nhân thực sự khiến cho Gohara quyết định tự tử đã được dần hé lộ thông qua những thông điệp mà nữ ca sĩ này đăng tải. Theo đó, có thể do áp lực từ phía công chúng đã vượt quá sức chịu đựng của cựu thành viên nhóm Kara. Quả thật, từ khi chính thức gia nhập showbiz tới nay, rất nhiều lần Gohara bị netizen Hàn chỉ trích gay gắt đến mức vô lý. Qua các trường hợp Gohara bị chỉ trích, ta cũng có thể hoàn toàn nhận ra rằng không chỉ nữ ca sĩ này mà rất nhiều sao nữ khác cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự. 1. Vấn đề về áp lực nhan sắc và mọi thái độ, hành vi trước công chúng xuất hiện nhiều nhất. Cô nàng này đã vô tình lộ ảnh bụng ngấn mở. Gohara nổi tiếng với vòng eo con kiến. Sau đợt quảng bá ca khúc Mister, vòng eo của cô đã trở thành hiện tượng trên khắp các diễn đàn tại xứ sở Kim Chi. Tuy nhiên, trong một hình ảnh hồi đầu năm 2010, Gohara lại để lộ bụng ngấn mở. Điều này khiến netizen tỏ ra thất vọng, chỉ trích nữ ca sĩ chỉ vì cô không giữ được vóc dáng hoàn hảo. Vẫn biết netizen Hàn luôn đặt ra những tiêu chuẩn rất cao về ngoại hình cho giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, việc họ quá nhạy cảm với việc tăng giảm cân của thần tượng đôi khi khiến cho người hâm mộ quốc tế vô cùng bức xúc. 2. Công khai hẹn hò Jung Hyun. Gohara từng có một mối tình đẹp với cựu thành viên nhóm Highlight, Jung Hyun. Vậy nhưng, người hâm mộ của cô lại không mấy vui vẻ khi nhắc đến chuyện này. Trong thời gian cặp đôi hẹn hò, Highlight hoạt động dưới cái tên Beast và đây cũng chính là giai đoạn hoàng kim của nhóm. Khi đó, cộng đồng fan của Beast vô cùng đông đảo cuồng nhiệt, họ đã tẩy chay mạnh mẽ Gohara vì cô nàng này cặp kè thần tượng của mình. Tình yêu vốn không có lỗi nên nữ ca sĩ này không đáng phải hứng gạch vì công khai hẹn hò với Jung Hyun. 3. Bị tấn công chỉ vì chụp ảnh chung với cựu thành viên nhóm SNSD Jessica. Vào tháng 4 năm 2015, Gohara đã chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh cô nàng thân thiết bên Kang Min Kyung của nhóm Davichi và cựu thành viên nhóm SNSD Jessica. Chỉ là một khoảnh khắc bình thường, nhưng nhiều người đã gạch đá nữ ca sĩ họ Gu với lý do hình ảnh nói trên có thể gây tổn thương sâu sắc tới các thành viên của nhóm SNSD. Được biết, Gohara không chỉ kết bạn với Jessica, mà cô còn thân thiết với nhiều thành viên khác trong nhóm nhạc nhà SM. 4. Vướng ồn ào chỉ vì chơi cùng Trigarden và nhờ hội bản thân. Đầu năm 2017, Dispatch đã đăng tải những hình ảnh 4 ngôi sao bao gồm Trigarden, nhóm Big Bang, Suli, Gohara và Ga-in ở Brown Eyed Girls xuất hiện vui vẻ cùng nhau trong công viên giải trí vào buổi tối. Nhiều netizen ngạc nhiên không biết vì sao mà trưởng nhóm Big Bang lại chụp hình đi chơi cùng bộ ba mỹ nhân gây tranh cãi này. Thậm chí, cựu thành viên Kara đã bị ném đá với lý do hám phem, ảo tưởng sức mạnh rằng mình là bạn bè thân thiết của G-Dragon. Netizen còn châm biếm rằng, sau khi chụp ảnh cùng ba nữ idol, trưởng nhóm quyền lực đã tách ra và đi chơi riêng. 5. Tiếp tục bị công kích vì bức ảnh tự sướng chẳng gây hại tới bất kỳ ai. Dường như netizen Hàn luôn tìm ra đủ mọi lý do để gạch đá Gohara, từ những điều nhỏ nhặt nhất, chỉ đăng tải một tấm ảnh tự sướng bên chú mèo cưng. Nữ ca sĩ cũng hứng đủ gạch chỉ vì được cho là đang bắt chước Soli để được gây chú ý. Trên thực tế, có nhiều netizen đang ác cảm với cựu thành viên nhóm Kara nên đã xăm soi, dò xét cô nàng một cách quá đáng. 6. Hứng chịu chỉ trích chỉ vì nhận vai chính trong một bộ phim truyền hình. Netizen kịch liệt ném đá Gohara sau tin tức cô nàng được chọn vào vai chính trong bộ phim Babysitter vào năm 2016. Chưa cần xem thành quả lao động trên màn ảnh của nữ ca sĩ như thế nào, netizen đã chỉ trích rằng cô diễn xuất kém, bất tài. Trước áp lực từ dư luận, Gohara đã quyết định bỏ vai. 7. Tìm đến dao kéo chỉ vì bị chê quá nhiều, nhưng phẫu thuật xong lại tiếp tục là nạn nhân của bao bình luận công kích. Gohara đã từng phải chịu đựng những bình luận tiêu cực xung quanh ngoại hình trong những ngày đầu làm idol. Gohara tiết lộ bản thân, cô phải chịu đựng rất nhiều khi những bình luận tiêu cực làm tổn thương mình trong những ngày đầu làm idol. Cô cảm thấy vô cùng tự ti về mắt phải và quyết định phải đi cải thiện nhan sắc. Trong năm nay, Gohara đã làm phẫu thuật để khắc phục chứng sụp mí. Đáng chú ý, hồi năm 2010, Gohara từng thừa nhận đã giao kéo khi xuất hiện trong chương trình Strong Heart. Trong lần giao kéo gần đây, bên cạnh những lời động viên, nữ ca sĩ còn phải đón nhận không ít lời bình luận tiêu cực từ netizen xứ Hàn. Theo đó, cô bị ném đá chỉ vì ham giao kéo. Giao kéo khiến cho ngoại hình xuống cấp so với thời gian trước. 8. Lùm xùm bị bạn trai bạo hành. Vào tháng 9 năm 2018, Gohara,
từng khiến dư luận dậy sóng khi tố bạn trai là nhà tạo màu tóc cho song bum, bạo hành đến mức thâm tím chân tay. Nữ ca sĩ thậm chí còn công khai kết quả khám sức khỏe cho thấy bị chảy máu cổ tử cung. Xong, mọi chuyện thực sự bùng nổ khi báo chí tiết lộ Choi Sung-bum đang nắm trong tay video chứa cảnh nóng giữa anh và Gohara. Sự nghiệp của nữ idol đình đám đang bị đe dọa hơn nữa. Sự nghiệp của cô từ đây bị ảnh hưởng không nhỏ. Dù là người bị hại, nhưng nữ ca sĩ đã trực tiếp xin lỗi khán giả và mong muốn sự việc sớm qua đi. Và từ đó, khi mối quan hệ giữa Gohara và bạn trai cũ Choi Sung-bum bị đổ vỡ trong bạo lực và thị phi, nữ thần tượng trở thành mục tiêu công kích của nhiều anti-fan. Sau tất cả, Choi Sung-bum đã đăng tải bài viết xin lỗi trên trang cá nhân, đồng thời xóa toàn bộ hình ảnh. Nhà tạo mẫu tóc này hứa hẹn sẽ nỗ lực làm việc chăm chỉ và làm lại từ đầu với vai trò là chủ salon mới. Tuy nhiên, Gohara vẫn phải gánh chịu nhiều bình luận ác ý và chìm trong tuyệt vọng. 9. Bài đăng ngầm thông báo bị trầm cảm trên trang cá nhân. Cựu thành viên nhóm Kara từng khiến khán giả lo lắng khi nhiều lần đăng tải những dòng trạng thái ẩn ý trên trang cá nhân. Có lần, Gohara viết, phải giả bộ vui vẻ trong khi bản thân mệt mỏi, giả bộ như không có gì khi bản thân lại đau đớn. Sau khi phải sống với từng đó áp bức, bên trong tôi như đã vụn thành trăm mảnh. Nhiều người hâm mộ cho rằng cô cũng có dấu hiệu trầm cảm và đang phải trải qua những thời gian vô cùng khó khăn. Trước đó, nữ ca sĩ đã đăng tải bức ảnh đầy ẩn ý với tựa đề Crying Room, tạm dịch là căn phòng nước mắt. Hành động này của nữ ca sĩ khiến cho người hâm mộ cảm thấy vô cùng bất an, lo sợ những áp lực về tinh thần từ truyền thông, từ dư luận sẽ khiến cho cô gây ra những hành động mất kiểm soát. Trước đó, Gohara cũng đã gửi thông điệp dài để đáp trả hành động của những kẻ ác ý. Cô cũng thông báo rằng mình sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để chống lại các hành động ác ý này. 10. Nhiều lần có ý định tự sát. Trước đó, vào tháng 9 năm 2018, thông tin nữ ca sĩ Gohara dùng thuốc ngủ quá liều để tự sát đã rộ lên, khiến cho cả làng giải trí xứ Kim Chi chấn động. Rất nhanh sau đó, tên của Gohara đã lên top search ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc. Tuy nhiên, công ty chủ quản đã phủ nhận mọi việc. Tin đồn đó là không đúng sự thật. Trước đó, Gohara đã phải điều trị bệnh rối loạn giấc ngủ và chứng khó tiêu. Sau khi dùng thuốc theo đơn chẩn đoán, cô ấy đã đến bệnh viện vào sáng nay để kiểm tra lại tình trạng sức khỏe. Đỉnh điểm là vào tháng 5 năm nay, Gohara được cho là phát hiện cố gắng tự tử sau một thời gian đối mặt với rất nhiều khó khăn từ những vụ ồn ào với bạn trai cũ. Khi đó, quản lý của cô đã kịp thời phát hiện và nữ thần tượng đã tỉnh lại sau 2 ngày hôn mê. 11. Cú sốc sau sự ra đi của Suli. Dường như tất cả mọi người đã biết, Gohara chính là bạn thân của nữ ca sĩ Suli, người mới qua đời hồi tháng 10 vừa rồi. Thời điểm Suli ra đi, Gohara cũng không giấu nổi sự khủng hoảng tinh thần và có những chia sẻ đau lòng về cái chết của người em thân thiết trên trang cá nhân. Cô từng khóc nấc và gửi lời xin lỗi tới người em thân thiết. Chị cũng muốn tới nơi đó. Suria, chị yêu em. Chị xin lỗi vì không còn lựa chọn nào khác nữa ngoài sống tiếp thế này. Không ngờ, chỉ hơn một tháng, Gohara cũng ra đi. Vụ việc đang khiến cho dư luận Hàn Quốc nói riêng, châu Á nói chung đang chấn động. Nghệ sĩ tại Hàn Quốc, không ít người cũng như Gohara, lựa chọn cái chết để tự giải thoát mình khỏi căn bệnh trầm cảm và sự cô đơn trống rỗng trong tâm hồn. Họ là nạn nhân của những lời chỉ trích vô tâm trên mạng xã hội. Cứ ngỡ sau Suli sẽ không còn nghệ sĩ nào phải ra đi trong đau khổ, cùng quẫn vì những lời ác độc của mạng xã hội. Nhưng hôm nay, một cô gái trẻ nữa lại ra đi, để lại bao niềm thương tiếc cho những người ở lại.